Câu 154, cái vấn đề xảy ra với order là đơn đặt hàng của bà Batons là gì? Phải không nào? Vậy từ khóa là từ problem và từ order. Một lát chúng ta sẽ dò xem cái đơn đặt hàng có vấn đề gì ha. Trước khi giờ chúng ta đọc đoán trước đi em, câu A là gì nào? Một cái item, một cái món đồ đã bị damage là bị làm hỏng, làm hư hại trong suốt cái quá trình transit là vận chuyển hay em ha. Câu B, a selection, một cái sự lựa chọn thì unavailable, không có sẵn. Now, bây giờ. Câu C, price là giá cả đó, đã bị thay đổi, change hay em ha. Câu D, shipment, cái sự giao hàng á, đã bị lost, đã bị mất là bị thất lạc ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dò từ đầu luôn nha. Câu 154 là câu đầu tiên mà. Chúng ta dò xem vấn đề gì xảy ra với đơn hàng nha. Thank you for your order. Cảm ơn vì cái đơn hàng của bạn. We have 3, chúng tôi có 3 trong số 4 pieces, 4 cái mà bạn đã order, đặt hàng, available, có sẵn cho cái shipments, cái việc giao hàng immediate, ngay lập tức. Quyền lại để xuân hơn để em hiểu nha. Chúng tôi có 3 trong số cái món mà bạn đã đặt hàng thì available, có sẵn cho cái việc giao hàng ngay lập tức luôn. Unfortunately, không may mắn thay, rất có khả năng là vấn đề này em, problem ha. Không may mắn thay thì the cookie jar, cái lọ bánh quy mà bạn selected, đã chọn đó, thì out of stock, là hết hàng đó em, đã hết hàng due to, bởi vì its popularity, cái sự phổ biến của nó, có nghĩa là nhiều người đặt mua quá nó bị hết hàng rồi. Vậy khi chúng ta dịch đến đây thì em nhìn xem A, B, C, D đáp án là câu gì em hả? Đáp án chính là câu B ha. Một cái sự lựa chọn thì không có sẵn bây giờ, là câu này phải không nào? Cái cookie jar mà bạn đã chọn lựa thì hết hàng ha. Hết hàng có nghĩa là unavailable đó em, không có sẵn ha. Rồi, vậy thì em để ý là mình có cái từ là out of stock, là hết hàng nè, và chỗ này là unavailable ha. Câu 155, what is not an option? Cái nào á thì không phải là một cái option, một cái sự lựa chọn được suggest, đề nghị, đề xuất bởi ông Compton. Vậy thì em từ khóa là từ nào? Option ha. Bây giờ chúng ta dò xem chỗ nào nói về sự lựa chọn. Và câu hỏi có từ not, xem cái nào sau đây không phải là, đó là dạng loại trừ. Chúng ta sẽ đọc từng đáp án và dò từng đáp án xem có trên bài hay không ha. Bây giờ chúng ta dò câu A thử nè. Delay, trì hoãn, cái shipments là cái việc giao hàng. Bây giờ em dò đi xem chỗ nào nói về option, rồi dò xem có trì hoãn không nha. Chúng ta dò câu tiếp theo nào. You have 3 options. Đây, có 3 sự lựa chọn nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ coi có 3 sự lựa chọn mà ông ấy đề xuất là gì nha. You have 3 options. Có 3 sự lựa chọn, cái cách để mà tiến hành xử lý ha. Bạn có thể cancel, hủy cái cookie jar và nhận lại refund tiền hàng lại. Rồi, vậy cái option đầu tiên là hủy. Bây giờ chúng ta dò thử xem ABCD có cái nào hủy không. Có câu C nè, em cancel, hủy nè. Nó là gì? Hủy cái món đồ. Có hai câu C là có nè. Rồi tiếp nè. Alternatively là cách khác em. Cách khác thì bạn có thể choose, chọn một cái món đồ khác mà nó in stock, là còn hàng. Lúc nãy out of stock là hết hàng, thì in stock là còn hàng hay mà. Thay vào đó, có nghĩa là thay vào đó thì chọn cái khác đi mà nó còn hàng, được không nào? Bây giờ vậy cách thứ hai là chọn cái khác. Bây giờ em nhìn xem có chọn cái khác không. Câu A là trì hoãn, câu B là thay thế một cái sự lựa chọn. Chọn cái khác chính là thay thế một cái sự lựa chọn này em. Để câu B có ha. Rồi tiếp nè, cái sự lựa chọn thứ ba cuối cùng là gì? Or wait until, chờ cho đến khi cái item, là cái món đồ đó, nó available, nó có sẵn, nó sẵn sàng để mà ship giao, thì nó trong khoảng là sắp xỉ approximately ha, sắp xỉ là 3 tuần nữa, in approximately 3 weeks. Vậy cái sự lựa chọn thứ ba là chờ, khi nào nó có hàng thì giao ha. Vậy bây giờ chờ là cái nào em? Bây giờ còn câu A và câu D thôi. Câu A là trì hoãn cái việc giao hàng lại, còn câu D là return, trả lại cái sản phẩm bị lỗi. Cái chỗ này là câu gì em? Câu A không nào? Chờ có nghĩa là trì hoãn cái việc giao hàng lại trễ hơn ha. Vậy đáp án mà không phải là option chính là câu đi. Nãy giờ đâu có nói việc trả lại cái sản phẩm defective, bị lỗi gì đâu, phải không em? Rồi bây giờ cùng dịch lại với cô từ đầu bài này để chúng ta hệ thống lại những từ quan trọng, là những từ được highlight các em nhé. Đây là một cái email đó em, và mình có từ to là gửi đến nè, Batton, from là gửi từ Compton, ngày là 13 tháng 10, chủ đề là đơn đặt hàng số bao nhiêu đây, được không nào? Rồi,
Dear Miss Beaton, cô Beaton thân mến, thank you for your order. Cảm ơn vì cái đơn đặt hàng của bạn. We have 3 of the 4 pieces. Chúng tôi có 3 trong số 4 cái món đồ mà bạn order, đặt hàng á, thì available là có sẵn. Cái hàng hóa mà nó có sẵn có nghĩa là nó có hàng đó em ha. Nhưng mà available mình cũng có gặp trong một cái ngữ cảnh khác là về mặt thời gian. Ví dụ mình nói là I am available có nghĩa là tôi có sẵn, có nghĩa là tôi rảnh á. Ha, về mặt thời gian thì có nghĩa là rảnh. Rồi trái nghĩa với từ available là từ unavailable. Unavailable có nghĩa là không có sẵn hay là không có hàng hoặc là không có rảnh, được không nào? Rồi, cô dịch lại chỗ này nha. Chúng tôi có 3 trong số 4 cái món đồ mà bạn đặt hàng á, thì có sẵn cho việc shipment là giao hàng. Immediate là ngay lập tức, có nghĩa là có sẵn để mà giao hàng ngay lập tức luôn. Immediate shipment. Unfortunately là không may mắn thay. Unfortunately, không may mắn thay, thì cái cookie jar, cái lọ bánh cookie mà bạn select là chọn á, thì out of stock. Mình có từ out of stock là hết hàng ha. Hết hàng. Trái nghĩa với hết hàng, out of stock là từ in stock. In stock á, thì có nghĩa là còn hàng á. Còn hàng ha. Còn out of stock là hết hàng. Cô nói lại nè, cái lọ cookie mà bạn chọn lựa thì hết hàng. Due to là bởi vì. Its popularity. Popularity có nghĩa là cái sự phổ biến ha. Tính từ của nó là từ popular em. Tính từ là từ popular ha. Popular. Popularity là danh từ có nghĩa là sự phổ biến. Sự phổ biến của một món hàng có nghĩa là người ta đặt hàng nhiều, người ta biết đến nhiều ha. Rồi, you have 3 options. Bạn có 3 sự lựa chọn. On how to proceed. Proceed là tiến hành hay là thực hiện ha. Bạn có 3 sự lựa chọn về cái cách là thực hiện, tiến hành, giải quyết như thế nào. You can cancel. Bạn có thể hủy ha. Cancel, hủy cái cookie jar, cái lọ bánh cookie, và có lại được refund là tiền hoàn lại cho nó. Alternatively. Alternatively có nghĩa là cách khác đem. Cái cách khác để thay thế cho cái cách vừa rồi ha. Cách khác. You can choose. Bạn có thể chọn another item, một cái món đồ khác mà nó in stock. Là gì em còn nhớ không? Còn hàng ha. In stock. Đây nè em. In stock. Còn hàng ha. Rồi. Instead. Thay vào đó. Thay vì vậy ha. Thì bạn có thể chọn một cái món đồ khác mà nó còn hàng. Or wait until. Hoặc là chờ. Cho đến khi the item, cái món đồ đó đó, nó available, nó có sẵn. Cái món đồ, the item này có nghĩa là cái cookie jar đó em. Nó available, nó có sẵn, nó có hàng. Để mà ship, giao, thì in approximately. Approximately có nghĩa là sắp xỉ ha. Trong khoảng sắp xỉ 3 tuần nữa, được không nào? Vui lòng, hãy vui lòng. Reply to là phản hồi em. Reply sẽ đi với to ha, là phản hồi. Hãy vui lòng phản hồi cái email này để cho tôi biết rằng which option, cái sự lựa chọn nào mà bạn prefer, bạn thích. I can go ahead. Go ahead có nghĩa là start to do something. Có nghĩa là mình bắt đầu làm gì đó ha. Tôi có thể bắt đầu và ship, giao the other items, những cái món đồ còn lại là 3 cái món đồ có sẵn đây. Now, ngay bây giờ ha. But, nhưng, should you decide. Chỗ này mình thấy should đảo ngữ nè em. Nhưng ở phía sau không có câu, không có dấu chấm hỏi, cho nên chỗ này là if á. Đảo ngữ của if ha. Thì người ta bỏ if và thêm bằng từ should. Đây nè. Nếu bạn quyết định để mà chờ cái món hàng out of stock là gì em? Hết hàng đó. Thì chúng tôi hold off. Chúng tôi có thể hoãn lại ha. Hold off là hoãn lại. Chúng tôi có thể hoãn lại và gửi everything, mọi thứ cùng với nhau luôn. Có nghĩa là chờ rồi gửi cùng một lúc ha. That way, bằng cách đó đó, thì bạn sẽ avoid là tránh ha. Avoid là tránh. Tránh được delivery charge. Mình có charge là phí, delivery là giao hàng. Delivery charge là phí giao hàng. Bạn sẽ tránh được cái phí giao hàng extra là phí giao hàng thêm. Được không nào? Rồi, xuống dưới nha. Ở phía dưới chúng ta có một số cái từ cũng quan trọng. Cứ 154A mình có từ damage, có nghĩa là làm hỏng hay là làm hại, làm hư đó. Chỗ này câu ai có nghĩa là gì nè em? Một cái món đồ đã bị làm hỏng, bị làm hư trong suốt cái transit. Mình có từ transit có nghĩa là vận chuyển ha. Transit, trong cái quá trình vận chuyển, transit. Câu B thì mình có từ unavailable, lúc này chúng ta gặp rồi, em còn nhớ là gì không? Không có sẵn ha. Hàng hóa mà không có sẵn là hàng hóa không có còn hàng. Được không nào? Tiếp 155 thì có những cái động từ mình cần phải nhớ. Câu A thì mình có delay là trì hoãn nè.
Câu be replace là thay thế ha, thay thế. Câu C cancel là hủy bỏ. Câu D return là trả lại. Câu D cũng có một từ nữa là từ defective, cũng quan trọng. Defective có nghĩa là bị lỗi ha. Defective products là cái sản phẩm nó bị lỗi đó. Câu 156, what is not a task? Cái nào không phải là một nhiệm vụ arrange được sắp xếp cho bà Green? Đây là dạng câu hỏi về loại trừ, phải không em? Có từ not nè, cái nào sau đây không phải là loại trừ? Đối với dạng câu hỏi về loại trừ, chúng ta đọc từng đáp án và dò từng đáp án ha. Câu A nè em, review là xem xét nè. Alterations là những cái sự thay đổi á, nó bằng với từ change đem. Change ha, thay đổi đó. Rồi, xem xét những cái sự thay đổi cho scripts là lời thoại hay là kịch bản ha. Bây giờ chúng ta dò lên nha, xem chỗ nào có thay đổi hay là kịch bản không. Ngày 1 không có nè, ngày 2 có thay đổi hay là kịch bản không em? Không có, phong nào ngày 3? À, ngày 3 có cái scripts nè, giống cái ở dưới nè, phong. Rồi, có changes nữa là thay đổi nè, nó bằng với từ alterations. Và chúng ta đọc kỹ là ngày 3 nha. Vào lúc 3 giờ 30 phút thì consult with, có nghĩa là thảo luận đó. Gặp gỡ thảo luận với cái người mà viết kịch bản, người viết lời thoại đó, tên là Joel Marple, về những cái thay đổi cho ending scene, cái cảnh cuối. Vậy thì theo em có xem xét những cái thay đổi cho kịch bản không? Có, phong này có ai có ha. Bây giờ tiếp là câu B, discussing, thảo luận về cost là chi phí, production là sản xuất, thảo luận về chi phí sản xuất bộ phim. Có không ha? Hồi nãy chúng ta có dò ngày 2, em nhớ không, có từ budget. Budget là ngân sách, phong nào, là liên quan đến chi phí, cost rồi đó. Vậy chúng ta dịch lại thử ngày 2 nha. Nào, production meeting, cái cuộc họp về sản xuất đó. Để mà address là chỉ ra hay là giải quyết những cái vấn đề về ngân sách. Vậy thì theo em câu B có không? Có ha. Có thảo luận về chi phí sản xuất, đúng không nào? Rồi tiếp câu C, audition main actors. Audition là thử giọng. Thử giọng ha. Main actors là diễn viên chính. Và bây giờ chúng ta dò thử xem chỗ nào có thử giọng diễn viên chính không ha. Ngày 4 tiếp nào. Ngày 4 nè, meet with production designer, nhà thiết kế. Không có diễn viên chính gì cả, phải không nào? Ngày 5, ngày 5 là có actors, nhưng mà người ta nói gì đây, tham dự cái rehearsals là buổi diễn tập đầu tiên á, với diễn viên, không có nói gì diễn viên chính hết ha. Rồi tiếp là số ngày 8, thảo luận cái sequence, cái cảnh quay mở màn với giám đốc, cũng không có luôn. Ngày 9, ngày 9 có diễn viên chính không em? Thật ra nó có từ diễn viên chính đó em, là từ này nè, principal cast. Principal cast có nghĩa là diễn viên chính đó, cast ở đây là bằng với từ actor đấy em. Cast là actor ha, còn principal là chính đó. Principal cast là diễn viên chính. Vậy thì nó nói là gì đây? Xem xét cái bản nháp cuối cùng của screenplay là kịch bản đó, với diễn viên chính, chứ không có nói gì thử giọng cả, không nào. Ngày 10 thử xem, ngày 10 có actors nữa nè em, nhưng mà gì đây? Tham dự buổi diễn tập với diễn viên, cũng không có thử giọng diễn viên chính luôn. Ngày 12 là bắt đầu bấm máy quay phim. Vậy câu C là không có rồi, vậy mình sẽ nghi ngờ ha, mình sẽ nghi ngờ câu C. Rồi bây giờ thử câu đi nha. Talking about, nói chuyện, thảo luận về short sequence là một cái cảnh quay. Có không em? Lúc nãy là ngày mấy em nhớ không? À, ngày 8 đúng không nào? Ngày 8 nè. Discuss, thảo luận về sequence cảnh quay opening, mở màn. Thảo luận về cảnh quay mở màn nè em. Vậy câu đi có ha, vậy đáp án chắc chắn là câu C rồi. Câu 157, what time, lúc mấy giờ đó thì second rehearsal, cái buổi diễn tập thứ hai, commence là bắt đầu ha. Commence nó bằng với từ begin đấy em, là bắt đầu ha. Commence. Đáp án là những cái giờ, phải không em? Rồi, bây giờ chúng ta dò thử xem từ khóa là từ nào. Từ khóa chính là từ second rehearsal, cái buổi diễn tập lần thứ hai. Vậy thì bây giờ em dò đi, chỗ nào có buổi diễn tập? Ngày 2 không có, ngày 3 không có, ngày 4 không có, ngày 5. Ngày 5 có rehearsal này em, nhưng nó là gì đây? Nó là first, là rehearsal, cái buổi diễn tập lần đầu tiên, cho nên không phải ha. Bây giờ mình dò tiếp xem có chỗ nào có buổi diễn tập nữa. Ngày 8 không có, ngày 9 không có luôn, ngày 10. Ngày 10 có cái rehearsal nữa nè em, là buổi diễn tập nữa nè. Vậy theo em là buổi diễn tập thứ mấy? Thứ hai đúng không nào? Vậy đáp án là mấy giờ vậy em? 2 giờ ha. Để đáp án là câu B. Rồi bây giờ chúng ta cùng dịch lại và hệ thống những từ được highlight là những từ rất quan trọng em nha. Rồi đầu tiên mình có từ Karen Screen Schedule. Schedule là lịch trình. Lịch trình của bà Karen Screen từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 10. Thứ 2 thì không có gì hết ha. Thứ 3, ngày 2 vào lúc 2 giờ chiều.
Production meeting là cuộc họp sản xuất đem. Production là sản xuất ha. Cuộc họp sản xuất để mà address. Mình có động từ address có hai nghĩa nha em nha. Thứ nhất là chỉ ra. Thứ hai là giải quyết. Giải quyết ha. Quy định lại nè. Cái cuộc họp sản xuất để mà chỉ ra hay là giải quyết các vấn đề về budget là ngân sách ha. Budget, ngân sách. Rồi tiếp vào ngày thứ tư, ngày 3 lúc 3:30 á thì consult with. Consult có nghĩa là tham vấn, nhưng mà consult with á, thì có nghĩa là bằng với từ discuss then là gặp gỡ, thảo luận ha, bàn bạc. Được không nào? Rồi gặp gỡ, thảo luận, bàn bạc với lại script writer là người viết kịch bản đó, tên là Joel Mapp. About về những cái changes là thay đổi cho cái scene, cảnh quay nè em. Ending là cảnh quay cuối cùng ha, cảnh quay cuối. First day vào thứ năm đó, ngày 4 đó, lúc 1:30 thì meet with. Meet with cũng là gặp gỡ, thảo luận với, nó cũng khá là bằng nghĩa với từ discuss và từ consult with ha. Gặp gỡ, thảo luận với production designer là nhà thiết kế sản xuất để mà approve, chấp thuận những cái changes, thay đổi về wardrobe là tủ quần áo đây, thay đổi về về trang phục ha. Có ngày 5 vào lúc 1:30 thì attend là tham dự nè. First rehearsal, mình có từ rehearsal có nghĩa là buổi diễn tập em ha, một cái buổi diễn tập đầu tiên cùng với actors là diễn viên. Ngày 8. Ngày 8 thì vào lúc 2:30 discuss, thảo luận opening sequence. Mình có sequence có nghĩa là cảnh quay nha em, cảnh quay ha. Thảo luận cái cảnh quay mở màn với director là giám đốc ha. Giám đốc photography là giám đốc về mặt hình ảnh đó. Thì giám đốc này sẽ lo về mặt hình ảnh và ánh sáng, được không nào? Photography. Tiếp ngày 9 ha. Ngày 9 vào lúc 9 giờ sáng thì review, xem xét final draft. Mình có từ draft có nghĩa là bản nháp đó, xem xét lại bản nháp cuối cùng của screenplay là kịch bản đây em ha, kịch bản cùng với principal cast có nghĩa là diễn viên chính hay em ha. Từ cast chỗ này nó bằng với từ actor là diễn viên đó. Principal cast, principal actor có nghĩa là diễn viên chính ha. Rồi tiếp ngày 10 vào lúc 2 giờ thì attend, tham dự rehearsal là cái buổi diễn tập á, cùng với actors là diễn viên. Ngày 11 không có ha. Ngày 12 vào lúc 7 giờ sáng begin, bắt đầu shooting film, có nghĩa là bấm máy quay phim. Được không nào? Rồi ở phía dưới thì chúng ta cũng có một số từ quan trọng. Em nhìn nha, câu 156. Chúng ta có một từ là alteration, rất là quan trọng em. Alterations là những cái sự thay đổi ha, danh từ. Còn động từ của nó là alter. Alter có nghĩa là thay đổi ha, đây là verb. Còn alteration là danh từ, là sự thay đổi, những cái thay đổi, được không nào? Có ai là xem xét là những cái thay đổi cho script, so lời thoại hay là kịch bản đó. Câu C mình có từ audition. Audition có nghĩa là thử giọng ha, thử giọng. Câu C là thử giọng diễn viên chính. Rồi, có 157. Ở câu hỏi mình có từ commence, rất là hay gặp em. Commence là bằng với từ begin ha, có nghĩa là bắt đầu đây em. Commence, begin ha, bắt đầu. Câu này nó hỏi là buổi diễn tập lần thứ hai đó sẽ bắt đầu lúc mấy giờ ha. Câu 158, what can be inferred, cái điều gì được suy luận về the Gordon Institute, cái điều được suy luận về cái Gordon Institute á. Vậy thêm từ khóa là từ nào? Gordon Institute phải không nào? Nhưng mà em để ý nè, cái từ Gordon Institute nó xuất hiện ngay trên đề bài của cái đoạn văn luôn phải không? Nếu mà nó xuất hiện ngay đề bài thì có nghĩa là cả bài này nói về Gordon Institute. Vậy nếu chúng ta dò từ khóa thì sẽ rất là lâu em. Tại vì nguyên cái bài này nói về cái đó mà. Không lẽ chúng ta phải dò hết cả bài thì rất là lâu ha. Đối với dạng này đó, chúng ta sẽ đọc từng đáp án và dò xem đáp án đó có thông tin trong bài đọc hay không ha. Bây giờ chúng ta làm câu A trước nha. Câu A nó là gì đây? It released, nó tung ra survey results, kết quả khảo sát. Every 5 years, mỗi 5 năm một lần. Có nghĩa là cứ mỗi 5 năm một lần thì nó sẽ tung ra cái khảo sát, phải không nào? Vậy thêm từ khóa là từ nào? Từ khảo sát, phải không? Survey và từ 5 years, mỗi 5 năm một lần. Bây giờ chúng ta dò thử xem từ đầu luôn đi em. Từ đầu có từ survey nè, chúng ta dịch nha. Dịch nhanh nào. Trong cái lần survey last, gần đây đó, mới đây nhất của nó đó, được thực hiện, được tiến hành cách đây a decade. A decade là một thập niên. Một thập niên là bao nhiêu năm em? 10 năm lần. Cái cuộc khảo sát vừa rồi gần đây nhất của nó là cách đây 10 năm. Còn câu ai nói là tung ra mỗi 5 năm một lần, vậy là sai rồi, phải không em? Vậy câu ai không phải ha. Câu B đi. Câu B, it has produced, nó đã sản xuất at least, ít nhất là 3 study, là 3 nghiên cứu. Có nghĩa là nó đã thực hiện ít nhất là 3 nghiên cứu đây. Vậy bây giờ chúng ta dò số lượng, phải không nào? 3 nghiên cứu ha.
Rồi, bây giờ chúng ta dò đi em. Mà cô nói là studies là nghiên cứu. Vậy thì nghiên cứu nó có giống khảo sát không? Giống phải không nào? Bây giờ chúng ta dò từ studies hoặc là từ survey. Lúc nãy chúng ta dò có một từ survey rồi. Ở đây nè, em thấy chưa? Vậy cuộc khảo sát, đó là cuộc khảo sát cách đây 10 năm. Là cuộc khảo sát thứ nhất rồi nè. Bây giờ chúng ta dò thử xem có nghiên cứu và khảo sát nữa nào nữa không ha. Bây giờ em dò đi. Dòng thứ hai xem có nói về khảo sát hay nghiên cứu nữa không? Không có phần nào. Dòng thứ ba thì sao? Dòng thứ ba thì chúng ta có từ a new survey nè em, xuất hiện từ survey. Vậy chúng ta dịch thử câu này đi em. Nè, now, bây giờ thì cái tổ chức organization non-profit là phi lợi nhuận này nè, có nghĩa là cái Gordon Institute đó em ha, thì đã release tung ra những cái kết quả cho một cái cuộc khảo sát mới on the same topic, là ở cái chủ đề nó cũng giống như vậy luôn. Em ơi, vậy là có mấy cái khảo sát nữa, thêm một cái nữa phải không nào, là now đó, bây giờ ha. Vậy đã có hai cuộc khảo sát rồi, cái thứ nhất là cách đây 10 năm, cái thứ hai là cái cuộc khảo sát mới bây giờ, được không nào? Bây giờ chúng ta dò xem còn cái cuộc khảo sát nào nữa hay không ha. Đoạn số 2 đi em. Đoạn số 2 có khảo sát không? Đây, nó nói là gì? According to the survey, theo như cuộc khảo sát. Theo như cuộc khảo sát là cuộc khảo sát ở trên nè. Vậy có nghĩa là đây là kết quả của cuộc khảo sát em, 45% gì đó phải không nào? Đây là kết quả của cuộc khảo sát chứ không có nói gì đến cuộc khảo sát mới cả, phải không? Rồi tiếp đoạn số 3 luôn đi. Đoạn số 3 nó nói về gì ha? Nó cũng là phần trăm nè em, vậy em có thể đoán đây là cũng kết quả của cuộc khảo sát nữa đó, chứ không có cuộc khảo sát nào mới cả. Bây giờ đoạn thứ 4 luôn nha. Đoạn thứ 4 có survey không? Đây nè em, xuất hiện một cái a similar survey. Rồi bây giờ chúng ta dịch thử câu này nha. The results, cái kết quả đó đã cho một cái sự comparison, là so sánh, interesting, rất là thú vị, với cái survey similar, với cái khảo sát tương tự mà Gordon Institute đã publish, đã công bố cách đây 20 năm. Vậy thì cách đây 20 năm có một cuộc khảo sát nữa, phải không em? Vậy là tổng cộng chúng ta đến được mấy cái rồi? 3 cái rồi, phải không nào? Cách đây 10 năm, bây giờ và cách đây 20 năm. Vậy câu B đúng không em? Không cần biết là nó đã tiến hành bao nhiêu, nhưng ít nhất là 3 cái là đúng không? Ừ, chính xác ha. Vậy đáp án là câu B. Khi chúng ta tìm được đáp án rồi thì chúng ta không cần dịch câu C và câu D nữa, rất là mất thời gian, được không nào? Câu 159 hỏi là what type of exercise, cái loại hình tập thể dục nào mà most, hầu hết survey participants, là những người tham gia khảo sát, họ prefer, họ ưa thích, họ thích hơn. Rồi bây giờ em xem nè, đáp án là những cái gì đây? Đáp án là taking lengthy walks, có nghĩa là đi bộ, lengthy là trong khoảng thời gian dài ha. Câu B, participate in, tham gia vào weight training, làm cử tạ đó ha. Câu C, run, là chạy bộ nè em, at a slow pace, là ở tốc độ chậm đó, pace là tốc độ ha, slow là chậm. Câu D, engage in, tham gia vào competitive sports, sports là môn thể thao, competitive là có tính cạnh tranh, những môn thể thao có tính cạnh tranh là những môn thể thao mang tính thắng thua đó em, ví dụ như là bóng đá hay em ha. Vậy thì em thấy là đáp án là những cái loại hình tập thể dục. Và bây giờ chúng ta dò đi xem chỗ nào nói về loại hình tập thể dục. Lúc nãy đoạn 1 chúng ta dò rất kỹ rồi, là không có phải không em? Bây giờ đoạn số 2 xem có loại hình tập thể dục không nha. Đoạn số 2 đi em. Đoạn số 2 em dò câu đầu tiên xem. Câu đầu tiên có từ exercise form nào, chúng ta dịch thử nha. According to the survey, theo như cuộc khảo sát thì 45% Americans, người Mỹ, tập thể dục mỗi lần một tuần. Một lần mỗi tuần đó, trong vòng 30 phút. Em ơi, có từ exercise thế nào, không có nói gì đến loại hình tập thể dục cả. Em dò dòng số 2 xem có hay không. Nói về thời gian thôi form nào. Nói về thời gian chứ không có nói về loại hình tập thể dục. Vậy đoạn số 3 đi. Đoạn số 3 cũng có từ exercise để em dịch thử nha. Of, trong số những cái Americans, người Mỹ á, mà họ do exercise, tập thể dục đó, thì 65% nói rằng họ jog. Jog là chạy bộ, em biết jogging không? Chạy bộ đó, slowly là chậm nè. 25% nói rằng lift weights là nâng tạ. Vậy có các loại hình tập thể dục không em? Có phải không nào? Có jog, rồi có lift weights, phải không nào? Vậy bây giờ rất có khả năng đáp án nằm trong đoạn này hay em ha. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải coi câu hỏi nó hỏi là gì. Most survey participant, hầu hết những người tham gia khảo sát họ thích. Vậy thì hầu hết phải chọn cái phần trăm cao nhất phải không em? Phần trăm cao nhất là bao nhiêu? 65% phải không nào? Vậy em coi 65% thì họ nói rằng họ jog, chạy bộ slowly, một cách chậm. Vậy thôi em, A, B, C, D câu nào em ha? Đáp án chính là câu C phải không nào? Chạy bộ ở cái tốc độ chậm. Câu 160, what is the most recent survey? Cái cuộc khảo sát mà gần đây nhất á, thì indicate, chỉ ra điều gì về Americans, người Mỹ? Vậy thì em từ khóa là từ nào?
Americans form nào. Một lát chúng ta xem kết quả nói về người Mỹ như thế nào ha. Bây giờ chúng ta đọc bộ đáp án trước nha. They have tendency to. Họ có khuynh hướng. Tendency to là có khuynh hướng nè. Họ có khuynh hướng overeat là ăn quá mức, ăn quá chừng mực ha. Câu B, họ they are making better choices. Họ đang thực hiện những cái sự lựa chọn tốt hơn cho sức khỏe của họ, phải không nào? Câu C, they got more exercise a decade ago. Có nghĩa là cách đây một thập niên, cách đây 10 năm thì họ đã tập thể dục nhiều hơn. Câu D, they spend, họ dành most of their spare time, hầu hết những cái thời gian rảnh rỗi để mà exercising là tập thể dục. Rồi, bây giờ chúng ta vào xem chỗ nào nói về Americans nha. À, đoạn số mấy em? Đoạn số mấy là nói về kết quả của cuộc khảo sát. À, hồi nãy chúng ta nói là từ đoạn số 2 trở đi phải không? Sẽ nói về cuộc khảo sát, kết quả cuộc khảo sát. Bây giờ chúng ta dịch thử nha, đoạn số 2 nè. According to the survey, theo như cuộc khảo sát thì có 45% American người Mỹ exercise tập thể dục once a week là mỗi tuần một lần, phải không nào? Một lần mỗi tuần trong vòng 30 phút một ngày hoặc là nhiều hơn. An additional 25%, có nghĩa là thêm 25% nữa đó, thì họ tập thể dục là 3 times, 3 lần một tuần, trong vòng 30 phút một ngày hoặc là nhiều hơn. And a further 10% là thêm 10% nữa đó, thì tập thể dục ít nhất là 30 phút mỗi ngày trong tuần. Rồi tiếp nha, dưới này nó là gì đây? Of the Americans, trong số những người tập thể dục thì 65% nói rằng họ jog, họ chạy bộ chậm, 25% thì nói rằng họ lift weights, nâng tạ, và 10% còn lại thì nói rằng họ walk long distance là đi bộ ở những cái khoảng cách xa ha. Rồi tiếp, hoặc là perform, tham gia vào những cái hoạt động khác. About 40%, 40% trong cái nhóm này đó thì nói rằng họ không có make any effort, không có bất kỳ cái nỗ lực nào trong việc regulate là điều chỉnh ha, hay là kiểm soát cái intake là cái lượng lấy vào á, cái lượng thức ăn lấy vào ha. Họ không có nỗ lực để mà kiểm soát hay là điều chỉnh cái thức ăn đưa vào trong cơ thể. While trong khi đó about 60%, trong khi đó thì 60% nói rằng họ strive to eat. Mình có strive là cố gắng nè. Họ cố gắng để mà ăn một cách sao em healthily, tốt cho sức khỏe, at least, ít nhất là ở một thỉnh thoảng, ở một cái số thời gian nào đó, phải không nào? Rồi, vậy thì sau khi em đọc đến đây thì em có thấy là câu A, họ có xu hướng là ăn quá chừng mực phải không em? À, không có phải không nào? Họ đang thực hiện những cái sự tốt hơn, những cái sự lựa chọn tốt hơn về sức khỏe của họ cũng có thể phải không? Tại vì đến 60% họ cố gắng ăn uống lành mạnh nè, rồi tập thể dục cũng nhiều phải không nào? Vậy câu C thử xem. Câu C nói là cách đây 10 thập niên á, thì họ tập thể dục nhiều hơn, đâu có đề cập phải không em? Còn câu D là gì? Họ dành hầu hết thời gian rảnh để tập thể dục. Nãy mình đâu có nói, đâu có thấy thời gian rảnh gì đâu. Vậy đáp án chắc chắn là câu B, được không nào? Họ đang thực hiện những cái sự lựa chọn tốt hơn vì sức khỏe của mình. Hoặc là em có thể dịch thêm cái đoạn cuối nè. Đoạn cuối nó nói là gì? Cũng là về kết quả nè. The results. Cái kết quả đã tạo ra một cái comparison, một cái sự so sánh rất là thú vị với một cái khảo sát tương tự mà Gordon Institute đã publish, công bố cách đây 20 năm. Trong cuộc khảo sát đó thì chỉ có 23% Americans người Mỹ nói rằng họ exercise, tập thể dục ít nhất là một lần một tuần, phải không nào? Furthermore, thêm vào đó percentage, cái phần trăm of those của những ai á, mà họ monitor là quản lý hay là kiểm soát ha, cái food intake, cái thực phẩm đưa vào á, thực phẩm ăn vào á, và endeavor là nỗ lực để mà thực hiện những cái smart food choice, thực hiện những cái sự lựa chọn thực phẩm thông minh á, đã tăng 11%, thấy không? Vậy thì chắc chắn đáp án là câu B rồi hai em ha. Câu 161, in which of the position, ở cái vị trí nào được đánh dấu là 1, 2, 3, 4 á, thì câu sau đây best belong thuộc về ha. Vậy thì đối với dạng câu hỏi này chúng ta sẽ đọc câu trong ngoặc kép trước hay em ha. Sau đó chúng ta nhìn lên các vị trí được đánh dấu 1, 2, 3, 4, đọc câu phía trước các vị trí này, rồi xem câu phía trước đó với câu trong ngoặc kép đó nó có liên kết về mặt ý nghĩa hay không. Nếu liên kết thì chúng ta chọn ha. Rồi giờ đọc câu ngoặc kép trước nha. The rest of them, the rest chính là phần còn lại ha. Phần còn lại trong số họ, say thì nói về họ do not work out. Work out là tập thể dục ha. Họ không có tập thể dục at all gì cả. Vậy thì nó đang nói về chuyện work out, tập thể dục đây. Ha. Rồi bây giờ em xem nè, các vị trí 1, 2, 3, 4 bây giờ chúng ta coi nha. Vị trí số 1 nằm đâu em? Đây, vị trí số 1 đây nè. Chúng ta thử đọc cái câu phía trước thử xem.
À, cái đoạn này nó cũng đang nói về tập thể dục phải không em? Ừ, em coi nè. À, nó là gì đây? An additional thêm 25% nữa đó thì nó là tập thể dục 3 lần một tuần trong vòng 30 phút. Và a further thêm 10% nói đó là tập thể dục ít nhất là 30 phút mỗi ngày trong một tuần. Rồi, the rest of them, phần còn lại á, thì nói rằng họ không có tập thể dục gì cả. Thì theo em đúng không? Số 1 có liên kết không em? Rất là liên kết phải không nào? Có nghĩa là có những người nói là họ tập thể dục mấy lần một tuần trong bao lâu, còn the rest of them là phần còn lại thì nó là không có tập gì cả. Hai em ha. Vậy thì chỗ này á rất có khả năng là câu 1 phải không nào? Bây giờ chúng ta xem thử số 2 coi. Số 2. Đây, số 2 đây ha, chúng ta dịch câu phía trước nha. Of the Americans, trong số những người Mỹ, những người mà tập thể dục thì 65% nói rằng họ jog, chạy bộ chậm, 25% nói rằng họ nâng tạ, và 10% còn lại thì nói rằng họ đi bộ khoảng cách xa hoặc là tham gia các hoạt động khác. Rồi, phần còn lại thì nói rằng họ không tập thể dục gì cả. Câu này cũng có thể là phù hợp phải không em? Tại vì hai đoạn này đều nói về tập thể dục hết nè, em nhớ không? Vậy quan trọng là theo em là vị trí số 1 hay vị trí số 2? Còn bây giờ chúng ta vào thử vị trí số 3 đi, vị trí số 3 nè em. Vị trí số 3 thì câu phía trước của nó là gì đây? Khoảng 40% nhóm này á thì không có nỗ lực để mà điều chỉnh kiểm soát cái thức ăn mà ăn vào. Cái này nó qua định chuyện ăn rồi thì vị trí số 3 chắc chắn là không phải em ha. Bây giờ chỉ có thể số 1 hoặc số 2 thôi, theo em là số 1 hay số 2? Em xem nè. Nếu mà là số 2 á thì đây là 65% nè, cộng với 25% là bao nhiêu phần trăm rồi? 90% rồi. 90% cộng thêm 10% nữa là bao nhiêu rồi em? 100% rồi. Vậy thì làm gì còn the rest of them, phần còn lại nữa? Trong khi đó em nhìn vị trí số 1 nè. Rồi. Có bao nhiêu phần trăm em? Đây 10% nè, ở phía trước là 25% là bao nhiêu em? 35%. 35% ở phía trước là bao nhiêu nữa? 45%. Là tổng cộng chỉ mới có 80% phải không em? Vậy nó chưa đủ 100% thì mình nói the rest of them nó sẽ phù hợp hơn. Vậy chắc chắn đáp án là câu ai? Được không nào? Rồi bây giờ cùng dịch lại bài này với cô và hệ thống là những từ được highlight, những từ rất quan trọng em nhé. Nè, Gordon Institute, Institute là một cái viện ha. Cái viện Gordon á, publish, công bố study, nghiên cứu về cái chủ đề là habits, thói quen exercise, tập thể dục và eating, ăn uống của Americans, là người Mỹ ha. Rồi, trong cái survey là khảo sát đen, trong cái khảo sát last trước ha, trong cái khảo sát trước conducted là được thực hiện, conduct là tiến hành hay là thực hiện đây, em quy dịch lại nè. Trong cái khảo sát trước được thực hiện cách đây a decade, mình có decade là thập niên, cho nên a decade là 10 năm đây, thập niên là 10 năm ha, cách đây 10 năm thì Gordon Institute đã found that, nhận thấy rằng nhiều Americans, người Mỹ thì không có active là năng động như là họ should be, họ nên, và thường á eat là cột hai của động từ eat xem ăn ha, và ăn excessively, mình có từ excessively có nghĩa là quá mức, quá chừng mực, ăn quá mức quá chừng mực. Now bây giờ thì cái organization, cái tổ chức đen non-profit là phi lợi nhuận ha, Atlanta-based là có trụ sở, đặt trụ sở tại Atlanta đó. Bây giờ thì cái tổ chức phi lợi nhuận đặt trụ sở tại Atlanta này nè, có nghĩa là cái Gordon Institute đấy em, tại vì mình thấy đờ là xác định nè, được không nào? Đã release là tung ra ha, tung ra comprehensive results, những cái kết quả bao quát toàn diện đó em. Comprehensive là bao quát toàn diện ha, những kết quả bao quát toàn diện về a new survey, một cái cuộc khảo sát mới on the same topic, ở cái chủ đề giống như vậy ha, ở cùng một cái chủ đề như vậy luôn. Rồi tiếp nào, according to the survey, theo như cái cuộc khảo sát á, thì 45%, 45% người Mỹ tập thể dục once a week, một lần mỗi tuần ha, trong vòng 30 phút một ngày hoặc là more, nhiều hơn. An additional 25%, thêm 25% nữa đó thì tập thể dục 3 times, 3 lần một tuần, trong vòng 30 phút một ngày hoặc là nhiều hơn. And a further 10% là 10% nữa đó thì exercise, tập thể dục at least, ít nhất là 30 phút every day, mỗi ngày trong tuần. Được không nào? Rồi tiếp nha. Of the Americans, trong số, cái này mình dịch là trong số nha em, trong số những người Mỹ, những người mà do exercise, tập thể dục á, thì 65% nói rằng họ jog, họ chạy bộ slowly, chậm, họ chạy bộ chậm ha. 25% á, thì nói rằng họ lift weights, là họ nâng tạ. Và the remaining 10% là 10% còn lại, đây mình có từ remaining là còn lại ha. 10% còn lại thì nói rằng họ walk, họ đi bộ long distance, họ đi bộ khoảng đường dài ha. And or perform, mình có động từ perform có nghĩa là thực hiện,
thực hiện thôi em ha, hoặc là thực hiện những cái hoạt động khác, được không nào? About khoảng 40% á, trong nhóm này thì nói rằng họ không có make efforts. Mình có cái cụm đi chung với nhau là make efforts, có nghĩa là nỗ lực thôi em ha. Họ không có nỗ lực để mà regulate. Mình có từ regulate có nghĩa là điều chỉnh hay là quản lý hay là kiểm soát ha. Họ không có điều chỉnh cái intake, food intake là cái thức ăn mà họ ăn vào ha. While trong khi đó about khoảng 60% thì nói rằng họ strive to eat. Mình có cái động từ strive đây, có nghĩa là cố gắng, từ này cũng rất quan trọng ha, strive. 60% thì họ nói rằng họ cố gắng ăn healthily, một cách tốt cho sức khỏe, ít nhất là ở cái khoảng thời gian nào đó, được không nào? Tiếp, the results, những cái kết quả này nè đã tạo nên một cái comparison, một cái sự so sánh interesting, thú vị với similar survey, cái khảo sát tương tự mà Gordon Institute đã publish, đã công bố 20 years ago, cách đây 20 năm. Trong cuộc khảo sát đó thì chỉ có 23% người Mỹ nói rằng họ exercise, họ tập thể dục ít nhất là một tuần, một lần mỗi tuần. Furthermore là thêm vào đó hay ha, hơn thế nữa hay là thêm vào đó ha. The percentage có nghĩa là cái tỷ lệ phần trăm á, cái số phần trăm, cái tỷ lệ phần trăm ha, của those là những ai đó em. Monitor nó khá là cục bằng nghĩa với cái từ regulate, có nghĩa là điều chỉnh, quản lý hay là kiểm soát đây em ha. Cái lượng phần trăm, cái tỷ lệ phần trăm những ai mà họ kiểm soát hay là quản lý cái lượng thức ăn họ ăn vào nè. Và endeavor, mình có từ endeavor có nghĩa là nỗ lực ha, nỗ lực. Và nỗ lực để thực hiện những cái smart food choice, những cái sự lựa chọn thực phẩm thông minh. Rồi, đã risen là đã tăng 11% đấy em, risen ha. Risen là verb 3 của động từ rise. Mình có rise, rose và risen, được không nào, có nghĩa là tăng ha. Rồi, ở phía dưới thì chúng ta cũng có một số cái từ rất là quan trọng. Em nhìn câu 159 nha. Câu 159 câu C chúng ta có từ pace, có nghĩa là tốc độ. Tốc độ, từ này cũng hay gặp ha, tốc độ. Nó bằng với lại từ speed, tốc độ. Câu C dịch là chạy tại cái tốc độ chậm, được không nào? Câu D mình có từ competitive, có nghĩa là có tính cạnh tranh ha. Nó nói là engage in là tham gia vào, sports môn thể thao, competitive là môn thể thao có tính cạnh tranh, ví dụ như là những cái môn mà mang tính thắng thua, được không nào? Rồi, và ở đây chúng ta cũng có hai cái từ tham gia vào hay gặp em là participate in và engage in ha. Hai từ này có nghĩa là tham gia vào nha em, tham gia vào ha. Rồi tiếp 160, mình có từ là tendency to. Tendency to có nghĩa là có khuynh hướng. Tendency là danh từ ha. Mình có cái này nè, tend to là động từ đó. Tend to có nghĩa là có khuynh hướng luôn, là cái này là động từ ha. Tendency cũng có khuynh hướng, là cũng đi với từ to luôn, được không nào? Tend to và tendency to có khuynh hướng. Câu A là họ thì có khuynh hướng là overeat, ăn quá mực, ăn quá chừng mực. Rồi câu D mình có từ spare time là thời gian rảnh nè. Nó giống như free time vậy đó. Free time, spare time, thời gian rảnh. Câu D có nghĩa là họ dành most, hầu hết thời gian rảnh của họ để tập thể dục, được không nào? Câu 161 thì mình có từ là workout là tập thể dục nha em. The rest of them, phần còn lại ha, số còn lại, phần còn lại trong số họ đó thì nói rằng họ không có tập thể dục at all gì cả. Câu 162, what is true, điều gì đúng về Super Ticket Exchange? Và từ khóa chính là từ Super Ticket Exchange, phải không nào? Rồi, bây giờ em xem nha. Chúng ta thấy từ khóa nó nằm ở trên đầu luôn nè, Super Ticket Exchange. Vậy đây là website của nó, phải không nào? Vậy cả bài này xuyên suốt sẽ nói về Super Ticket Exchange. Nếu chúng ta dò từ khóa thì sẽ rất là lâu, cho nên đối với dạng này á, chúng ta sẽ đọc từng đáp án và dò em nha. Câu A trước nha. Câu A nè, it operates, operates có nghĩa là hoạt động ha. Nó hoạt động một cái văn phòng ở Philadelphia, có nghĩa là nó có một cái văn phòng ở Philadelphia, được không nào? Vậy thì em từ khóa là từ nào? Philadelphia, phải không? Để chúng ta dò cho nó dễ. Em dò xem Philadelphia nằm ở đâu? Đây phải không nào? Philadelphia nằm ở đây. Search by city có nghĩa là tìm kiếm theo tên thành phố đây em. Tìm kiếm theo tên thành phố là Philadelphia. Nó hơi khó hiểu ha, cho nên chúng ta đọc từ đầu luôn nha. Đây nè, đây là một cái thanh công cụ, em thấy quen không? Website thì có home là trang chủ nè, search tickets là tìm kiếm vé đó. Thì cái trang web này nó đang nằm ở cái mục là tìm kiếm vé ha. Rồi tiếp nào, Super Ticket Exchange là the best place, cái nơi tốt nhất để mà buy, mua và sell là bán tickets vé online. Rồi, có nghĩa là nó mua bán vé online, được không nào? Chúng tôi có widest selection,
có cái sự lựa chọn rộng lớn nhất ha, đa dạng nhất trên cái việc là offer cung cấp tickets vé listed được liệt kê at prices ở những cái giá well giá tốt nè, below dưới original cost là giá gốc á, giá nguyên bản của nó ha, dưới giá gốc giá nguyên bản. Xong rồi search by city có nghĩa là tìm theo tên thành phố là Philadelphia, event type là loại sự kiện là concert là buổi hòa nhạc nè, date range là trong vòng từ ngày 10 đến ngày 30 ha, range là phạm vi đó em. Rồi vậy có nghĩa là cái người này đang tìm kiếm vé ở Philadelphia phải không em? Search by city là tìm theo tên thành phố đó. Ví dụ như bây giờ em đang ở thành phố Hồ Chí Minh và em muốn tìm những cái nhà hàng để mà đi ăn thì để mà nó không ra kết quả là tràn lan các nhà hàng ở những cái tỉnh thành khác á, thì em sẽ search by city là Hồ Chí Minh City, là chỉ tìm trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh thôi, được không nào? Rồi vậy có nghĩa là người này á đang tìm vé cho buổi hòa nhạc từ ngày 1 đến ngày 30 ở Philadelphia, chứ nó không nhắc gì đến Super Ticket Exchange có một cái văn phòng ở Philadelphia. Vậy câu A là không phải, phải không nào? Bây giờ chúng ta vào tiếp câu B nha. Câu B, it offers, nó cung cấp refunds là tiền hoàn lại đó em. Nó cung cấp tiền hoàn lại trong a limited amount of time là trong một cái khoảng thời gian giới hạn. Vậy theo em từ khóa là từ nào chúng ta dễ tìm? Refunds form nào? Tiền hoàn lại ha. Rồi bây giờ chúng ta vào đi xem chỗ nào nói về tiền hoàn lại em. Chúng ta vào tiếp nè. Rồi dưới này là kết quả tìm kiếm nè. Event name là tên các sự kiện. Và đây là những cái sự kiện em. Bốn cái sự kiện ha. Vậy bây giờ chúng ta vào tiếp đi. Refund dòng ở dưới nè. Xem có refund không? Không có refund nhưng nó có từ nào vậy em? Money back. Chính xác, money back là tiền trả lại, phải không nào? Tiền trả lại thì chính là refund, tiền hoàn lại, phải không? Vậy rất có khả năng đáp án trong câu này. Chúng ta dịch kỹ câu này nha. If you have any problems, nếu bạn có bất kỳ cái vấn đề gì với transaction là giao dịch đó, của bạn hoặc là vé và muốn tiền của bạn trở lại thì rất là necessary là cần thiết đó, rất là cần thiết để mà liên hệ với chúng tôi trong vòng 30 ngày purchase mua. 30 ngày mua là tính từ thời điểm mua thì chỉ trong vòng 30 ngày thôi. Vậy thì theo em câu B được không? Nó có cung cấp tiền hoàn lại không em? Có, phải không nào? Và trong khoảng thời gian giới hạn chính là bao lâu? Chính là 30 ngày mua, được không nào? Vậy đáp án chắc chắn là câu B. Rồi vậy chúng ta không cần dịch câu C và câu D nữa hai em ha. Câu 163. On what date, vào ngày nào đó thì một cái school group, một cái nhóm trường học sẽ give a performance là sẽ cho một cái sự trình diễn, có nghĩa là trình diễn cho em. Rồi, vậy theo em từ khóa chỗ này chính là từ school group ha. Bây giờ mình để ý là đáp án là những cái ngày, phải không em? Rồi, vậy em xem chỗ nào thì có ngày. Chính là chỗ này, phải không nào? Vậy thì em xem ngày nào mà có school group nữa thì mình dừng lại ha. Ngày 3 có không em? Không có school group nhưng nó có từ university. University là trường đại học, cũng là school group, phải không nào? Vậy rất có thể là ngày 3, phải không nào? Có ngày nào nữa không? Ngày 12 có không em? Ngày 12 không có, phải không nào? Ngày 15 thì sao? Ở đây không có, phải không? Nhưng mà dòng thứ hai thì mình có từ gì đây nè em? College. College là trường cao đẳng, phải không? Và bây giờ chúng ta phải xem xét coi nè. Nhìn nè, một cái sự kiện thì nó có hai dòng. Dòng thứ nhất, dòng thứ hai. Dòng thứ nhất là guest, là khách mời nè em. Soloist. Em biết từ solo không? Solo là một mình á ha. Vậy thì guest soloist là cái người khách mời trình diễn một mình. Vậy thì dòng thứ nhất là về người trình diễn. Dòng thứ hai là ngày 15 nè. Rồi auditorium có nghĩa là thính phòng đó. Rồi mình có college campus là gì em? Cái khuôn viên của cái trường cao đẳng. Vậy thì cái này là địa điểm xảy ra thôi, chứ nó không có nói là cái nhóm school group trình bày, mà là khách mời trình bày, phải không nào? Ngày 26 thì không có trường học luôn. Vậy đáp án chỉ có thể là ngày mấy thôi em? Ngày 3 ha. Đáp án là câu A, được không nào? Câu 164. What are ticket sellers? Những cái người bán vé đó thì được require, yêu cầu là làm gì? Ok, vậy thêm từ khóa là từ nào? Ticket sellers, phải không nào? Những người bán vé. Bây giờ chúng ta dịch bốn đáp án trước nha. Câu A, send an email, gửi email để confirm xác nhận. Address là địa chỉ nè. Câu B, make a phone call là gọi điện thoại để mà cung cấp cái payment details, là thông tin chi tiết về việc thanh toán ha. Câu C, fill in, điền thông tin vào một cái online form, là một cái form online với some details, những cái chi tiết. Câu D, create an advertisement, tạo một cái quảng cáo để mà post, đăng, dán lên cái site, cái địa điểm. Sau khi đọc xong bộ đáp án rồi thì chúng ta sẽ dò từ khóa em ha. Bây giờ chúng ta dò xem ticket sellers nằm ở đâu. Nãy giờ có câu cuối cùng là chúng ta chưa dò thôi, phải không em? Câu cuối cùng nè. Đây câu cuối cùng em thấy không? Selling tickets là bán vé nè. Nó không có ticket sellers nhưng nó có selling tickets, cũng giống như vậy, phải không nào? Nè, bán vé thay vào đó hả? Có nghĩa là lúc nãy nguyên cái chỗ này là tìm kiếm mua vé, em nhớ không?
Còn nếu mà thay vào đó đó mà không mua vé mà selling tickets mà bán vé đó, thì click here, hãy click vào cái chữ here này nè để đi vào cái page, cái trang web của những người bán của chúng tôi, em thấy chưa, our sellers, và enter, nhập requested information, thông tin được yêu cầu. Vậy bây giờ em xem đi, nếu mà là người bán vé thì sẽ làm gì? Có ai có gửi email không? Không. Có gọi điện thoại Kobe không em? Không luôn. Điền vào một cái form online có không? À, click vào chữ here là click vào online chứ còn gì nữa không em? Và điền những cái thông tin. Những cái thông tin detail ở đây chính là information nè, được không nào? Còn câu D là tạo quảng cáo, người ta có nó tạo quảng cáo gì đâu, vậy đáp án chỉ có thể là câu C thôi. Rồi bây giờ chúng ta cùng dịch lại bài này và hệ thống lại những từ quan trọng trong bài này em nha. Rồi, đây là một cái trang web đó em để ý nè. Quay web nè, em thấy chưa? Trang web của Super Ticket Exchange ha. Rồi, phía bên tay phải là gì? Not a member. Nếu mà không phải là thành viên đó thì sign in. Mình có từ sign in có nghĩa là đăng ký hay mà đăng ký. Đăng ký để mà receive, nhận updates là những cái cập nhật. Về những cái loại sự kiện yêu thích của bạn nè, sign in, đăng ký ha. Ví dụ như khi em tham gia Facebook đi mà em chưa có tài khoản thì em sign in, em đăng ký một cái tài khoản, người ta gọi là sign in ha. Rồi, ở dưới đây là thanh công cụ đó em, là thanh công cụ của trang web. Mình có home là trang chủ nè, search tickets là mục tìm kiếm vé, sell tickets là mục bán vé ha, help là trợ giúp nè, contact us có nghĩa là liên hệ ha. Rồi, Super Ticket Exchange là cái nơi tốt nhất để mà buy là mua và sell là bán tickets vé online. Chúng tôi có cái sự lựa chọn widest là rất là rộng lớn nhất ha, đa dạng nhất về cái việc là offer cung cấp tickets vé listed được liệt kê tại prices, những cái giá well, giá tốt, below, dưới original cost, có nghĩa là giá gốc đem original ha, cost là giá nè, original là gốc hay là nguyên thể, giá gốc, giá nguyên thể ha. Search by city là tìm theo tên thành phố ha. Thì bạn này á, là đang tìm kiếm vé ở cái thành phố là Philadelphia, được không nào? Tìm theo tên thành phố. Cái loại sự kiện concert là buổi hòa nhạc ha. Day range là phạm vi ngày á, range là phạm vi em ha. Từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 10. Your result, kết quả nó hiện ra là gì? Click on, hãy click vào event name là tên của cái sự kiện để mà có thêm details là thông tin chi tiết hay em ha. Rồi, cái sự kiện đầu tiên á là trình diễn bởi University Symphony Orchestra là cái ban nhạc giao hưởng của một cái trường đại học đó em. Orchestra là ban nhạc, symphony là giao hưởng ha, ban nhạc giao hưởng của trường đại học. Rồi vào ngày 3 tháng 10 tại trường đại học Finkel. Tiếp cái sự kiện thứ hai là stars, những cái ngôi sao của cái band, cái ban nhạc tên là như thế này, được không em? Vào ngày 12 tháng 10 tại arena là một cái sân vận động đó em, anchor ha. Rồi guest soloists, mình có từ soloist là người trình diễn một mình ha, độc diễn, khách mời độc diễn là Hallie Hammond vào ngày 15 tháng 10 tại auditorium, có nghĩa là thính phòng ha, tại thính phòng Winwell campus là khuôn viên của college, trường cao đẳng Winwell. The Wandering Noisemakers, đây là tên của một cái nhóm em, trình diễn bởi nhóm này ha, vào ngày 26 tháng 10. Stadium là sân vận động đây em ha, stadium, sân vận động Cougar. If you have any problems, nếu bạn có bất kỳ cái vấn đề gì với transaction là giao dịch của bạn hoặc là vé thì và muốn your money back, tiền của bạn được hoàn lại đó, thì it is necessary, rất là cần thiết để mà liên hệ với chúng tôi trong vòng 30 ngày purchase là mua, được không nào? Purchase ha, mua. Cái địa chỉ email của chúng tôi là cái này, được không nào? Selling tickets instead, thay vì mua vé thì nếu mà là bán vé đó thì hãy click vào chữ here và đi đến trang hoa page của những người bán của chúng tôi và enter, nhập requested information là thông tin được yêu cầu nghe em nha, requested là được yêu cầu đó. Tiếp ở dưới nè, câu hỏi và đáp án thì chúng ta có một số cái từ quan trọng. Câu 162, it operates, nó operates là hoạt động đó em, hay là nó hoạt động một cái văn phòng ở Philadelphia, có nghĩa là nó có một cái văn phòng ở Philadelphia hay mà nó mở một cái văn phòng ở Philadelphia. Câu B có từ refund là tiền hoàn lại nha em, nó cung cấp tiền hoàn lại trong một cái khoảng thời gian giới hạn ha. Câu C mình có từ commission, commission là hoa hồng em, tiền hoa hồng ha, tiền hoa hồng. Ví dụ như những người mà làm bên bất động sản đó, khi bán được một mảnh đất thì họ sẽ có tiền hoa hồng thì gọi là commission.
được không nào? Câu C có nghĩa là nó charge, nó tính phí, một cái phí hoa hồng nhỏ cho mỗi cái transaction là sự giao dịch, lần giao dịch ha. Rồi 163 mình có từ performance, có nghĩa là buổi trình diễn nè. Buổi trình diễn ha, performance, buổi trình diễn. Có 164, câu B mình có từ payments, có nghĩa là thanh toán nha em. Câu B dịch là gọi điện thoại để mà cung cấp details, thông tin chi tiết về việc thanh toán ha, payment. Câu D mình có từ advertisement, có nghĩa là quảng cáo em ha, advertisement, quảng cáo, được không nào?